Liên quan đến công tác chăm lo cho người lao động, thưa quý vị, thời gian qua cùng với các địa phương trong toàn tỉnh Bình Dương, các cấp ngành, đoàn thể huyện Bắc Tân Uyên luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm chăm lo người lao động một cách thiết thực, qua đó góp phần ổn định quan hệ lao động, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đã có thời điểm, doanh nghiệp này rơi vào giai đoạn khó khăn do thiếu hụt đơn hàng kéo dài, dẫn đến việc làm, thu nhập của công nhân bị ảnh hưởng. Đứng trước những khó khăn, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và người lao động vẫn kề vai sát cánh, nỗ lực tìm giải pháp vượt khó. Chính sự nhận thức đầy trách nhiệm giữa các bên trong quan hệ lao động cùng với những giải pháp phù hợp đã giúp công ty dần ổn định sản xuất trở lại, người lao động phấn khởi, yên tâm hơn. Thì em thấy cái công ty của em là đang cố gắng là tìm nhiều đơn hàng để tụi em kiếm được cái thời gian tăng ca rồi làm chủ nhật để cho tụi em có nhiều tiền lương, thì tụi em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình để cùng với doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi có phối hợp với lãnh đạo là họp công nhân lại để nói với công nhân là cố gắng giúp đỡ công ty để công ty được đơn nhiều đơn hàng, công ty sẽ tạo điều kiện tốt cho công nhân mình hơn. Đồng cảm, chia sẻ cùng doanh nghiệp và người lao động trong giai đoạn khó khăn, các cấp ngành, đoàn thể huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành thiết thực, chủ động nắm bắt tình hình lao động sản xuất ở từng doanh nghiệp để có được những giải pháp phù hợp kịp thời. Thông qua thống kê, rà soát, đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn lập hồ sơ cho hơn 500 trường hợp công nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quyết định 6696 của Tổng Liên đoàn Lao động với tổng số tiền chi trả khoảng 550 triệu đồng. Đặc biệt trong đợt cao điểm chăm lo công nhân, tháng công nhân năm nay, nhiều hoạt động đã được đồng loạt triển khai như tổ chức thăm tặng quà cho công nhân gặp khó khăn, tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức đối thoại, tuyên truyền chính sách về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức rất là nhiều cái hoạt động thiết thực hiệu quả. Và đáng chú ý nhất là trong năm nay là mỗi công đoàn cơ sở sẽ lựa chọn ít nhất một cái việc làm để mà chăm lo phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Riêng đối với Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên thì chúng tôi đã trích là 632 triệu để mà hỗ trợ cho các cái đoàn viên người lao động có cái hoàn cảnh khó khăn, mỗi người là từ 500 đến 2 triệu đồng. Tổ chức tuyên dương cho các cái tập thể cá nhân có cái thành tích tiêu biểu trong cái công tác phong trào thi đua. Cộng đồng trách nhiệm với những chương trình hành động thiết thực, cụ thể đã mang lại những giá trị tích cực, góp phần động viên khích lệ doanh nghiệp và người lao động nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời khẳng định quan điểm đồng hành, chăm lo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển.